Chào các bạn, hôm nay mình khui chơi một cái đơn hàng trả chơi cho vui nhé. Cái này là mình gửi cho khách nhưng mà khách không có nhận. Đây là phiếu gửi hàng, phiếu trả hàng nè, mình mới lấy về. Không liên lạc được, khách không nghe máy. Lý do là không liên lạc được, khách không nghe máy. Đây là cái đơn đơn này tới 800 ngàn là nha các bạn. Đơn này là mình gửi đằng nước hoa và hai chai nước hoa. Tại còn mới nguyên. Khui chơi cho biết. Đây là cái combo nước hoa nam và nước hoa nữ. Trong đây mình tặng thêm một cái thỏi son. Thỏi son này là hàng chính hãng của nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ. Đó, 165k. Đây. Cái này là hàng tặng 165k luôn. Cái này có tem chống giả nè, đấy còn nguyên tem nè. Đấy. Nhưng mà gửi cho khách thì ngày này qua ngày nọ thì khách không có nghe máy. Đây. Đây là chai này, là nước hoa này là nguyên si nhá. Nguyên nguyên seri, nguyên tem luôn nè. Này là chai nước hoa nữ. Còn cái nước hoa này là hàng đã trưng bày, hàng sử dụng rồi. Cho nên cái này mình bán rẻ lại cho khách. Đấy, chai này thì mới sử dụng chắc khoảng 9 chín mươi mấy phần trăm á, vẫn còn đầy nè, khoảng 98% à, còn y nguyên nè. Đó, chai này hàng đã khui rồi và trưng bày cho nên mình bán rẻ cho khách. Còn cái hàng này á thì nó đã còn nguyên si, nguyên tem. Đây. Nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Pháp, nước hoa Chêm Ori. Này của nữ này, 100 ml, sản xuất tại này văn phòng đại diện là 311 Hoàng Văn Thụ. Có này là có địa chỉ công ty và địa chỉ ở bên chỗ sản xuất luôn nha. Địa chỉ Pháp cũng có luôn nè, địa chỉ tại Việt Nam cũng có nè, văn phòng đại diện cũng có nè. Đó, còn cái này thì mình xài rồi mình bán rẻ cho khách nhưng mà tới chừng mình gửi thì khách không chịu nhận. Cái này là hàng tặng kèm với son. Rồi xong, khu chơi cho vui mà.